Chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình có một video ôn tập tổng hợp học phần hóa học thực phẩm. Về học phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các vấn đề như là nước, protein, carbohydrate, lipid, các vitamin và các chất khoáng. Đầu tiên là đến câu liên hợp phân tử nước thì được tạo bởi như thế nào? Thì được tạo bởi bằng liên kết hydro. Amino acid nào trực tiếp tham gia tạo cầu nối disulfua trong phân tử protein? Đó là cysteine. Amino acid này nó có chứa lưu huỳnh cho nên nó mới tạo được cầu nối disulfua. Protein bị biến tính là do đâu? Là do các bậc cấu trúc của protein bị biến đổi, trừ cấu trúc bậc 1. Cấu trúc bậc 1 của protein không bị biến đổi khi protein bị biến tính. Câu 152. Nhóm các thực phẩm có hàm lượng nước trung bình thường có hàm lượng nước là từ 10 đến 40%. 53. Chất lượng protein được đánh giá theo lượng axit amin không thay thế. Câu 54. Khi loại bỏ yếu tố gây kết tủa, protein không trở lại trạng thái keo bền, chứng tỏ protein này bị biến tính không thuận nghịch. Protein này bị biến tính không thuận nghịch. Nếu mà biến tính thuận nghịch đó thì khi mà loại bỏ cái yếu tố gây tủa thì protein nó sẽ trở lại trạng thái keo bền. Dựa vào tính chất vật lý, nước được chia làm mấy dạng? Ba dạng đó là nước đơn phân liên kết bền, nước liên kết yếu và nước tự do dung môi. Video hóa học thực phẩm ôn tập tổng hợp thực hiện bởi Tô Thành Đạt. Màu của phản ứng nihirin là màu gì? Là màu xanh thẫm. Ở chương amin các bạn sẽ tìm hiểu rõ hơn nha. Phản ứng bioret đặc trưng cho các liên kết peptide trong phân tử protein. Phản ứng bioret. Đơn vị tính hoạt độ nước thì hoạt độ nước chúng ta không có đơn vị. Phản ứng bioret xảy ra trong môi trường nào sau đây? Là trong môi trường kiềm. Tính chất cố kết và giữ khí trong bánh mì là các protein nào sau đây? Thì tính năng công nghệ đó là gliadin và lutenin. Các bạn thấy bánh mì là các bạn có gluten, chắc chắn sẽ có gluten. Cái câu này không có thì các bạn loại đi. Có hai loại protein trong bánh mì mà giữ tính chất cố kết và giữ khí là gliadin và lutenin. Dựa vào trạng thái liên hợp, nước được chia làm mấy dạng? Là hai dạng, nước đơn phân và liên hợp phân tử nước. Tính chất của protein sau khi biến tính. Sau khi biến tính thì protein, độ hòa tan của nó sẽ giảm, khả năng hydrat hóa giảm. Hydrat hóa là tác dụng với nước á. Nó sẽ bị mất đi các hoạt tính sinh học, dễ bị thủy phân hơn, độ nhớt dung dịch tăng. Cho nên tất cả đúng. Đây là một chuỗi polypeptide: lysine, arginine, ala, valine, trypsin, serine, lysine, methionine để có liên kết hydro hình thành. Cấu trúc bậc 2 thì của protein thì giữa nhóm CO của gốc lysine và nhóm NH của gốc phenin có liên kết hydro. Các bạn có thể thấy được nè. Các bạn đây là tryptophan và methionine. Hang này nó không có gặp nhau. Hang này nó tryptophan nè, với methionine nó đứng xa nhau quá. Mình sẽ lấy hai gốc amino liền kề nhau nha. Hai gốc amino acid liền kề nhau. Thì mình đây có ala và gly. Ala ở đây, gly múc chỉ ở đây, nó xa quá. Còn lysine và phenin chúng ta lại có. Ở đây là gốc lysine nó sẽ có CO và NH của gốc phenin.
Cấu trúc bậc 2, lysine, phenin, nó sẽ xoắn lại với nhau. Từ thằng này nó sẽ xoắn tới thằng này. Câu này có thể là đáp án hoặc là cách giải của mình chưa đúng lắm. Nếu các bạn có cách giải đúng hơn thì các bạn cứ comment để mình sửa lại cho đúng nha. Câu 64. Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến phản ứng sẫm màu phi enzyme thường xảy ra ở sản phẩm có hoạt độ nước. Đây là phần lý thuyết sẫm màu phi enzyme mà xảy ra ở AW lớn hơn 0,5. Nó hơn 0,5 nha các bạn. Trong các protein sao, protein nào có dạng sợi là keratin. Keratin có trong móng tay và tóc của mình á. Albumin là dạng cầu, lutein là không. 66. Protein sẽ mang điện tích âm khi chúng được hòa tan trong dung dịch nào? Trong dung dịch có pH lớn hơn BI, BI là pH đẳng điện của protein. pH lớn hơn thì điện tích âm. Trong môi trường kiềm mạnh kèm theo nhiệt độ cao, protein sẽ cùng mang điện tích âm đẩy nhau và không tạo kết tủa. Trong các sản phẩm thực phẩm, nước tồn tại ở mấy dạng? Ba dạng. Nước tự do, nước liên kết với nước thẩm thấu. Trong các amino acid sao, amino acid nào không có carbon bất đối là lysine. Lysine nó có carbon đối xứng chứ không phải là bất đối. Arginine và histine là hai amino acid không thể thay thế đối với cơ thể trẻ em. Peptide có công thức cấu tạo như sau. Tên gọi đúng của peptide trên là mình sẽ cắt ngay chỗ CONH ra nha. Ở đây là gly nè. Này là ala. Còn cái cuối cùng là valine. Chọn câu B. Tùy theo mức độ, nước liên kết được chia làm mấy nhóm? Ba nhóm là liên kết hóa học, hóa lý và vật lý. Vật chất có chứa liên kết CONH gần giống với peptide là butyrate. Tripeptide là hợp chất có mấy liên kết peptide? Vậy có tripeptide là ba cái này. Vì mình sẽ có hai liên kết với công thức N trừ cho 1. Với N là số peptide thì công liên kết peptide là N trừ 1. Hoặc các bạn có thể vẽ hình ra như thế này thì có hai liên kết thôi. Nước trong rau quả là chủ yếu là dạng nước tự do. Có bao nhiêu loại peptide mà ba gốc amino acid khác nhau? Có 6 loại. 2 mũ 3. Cái này giống như một bài toán xác suất á. Các bạn lấy 2 nhân 2 thì các bạn xếp số vô đây. Ở đây có thể là 3 giá trị. Đây là 2, đây là 1. Vậy 3 x 2 là 6. Đây là một bài toán xác suất thôi. Loại amino acid nào làm phức màu vàng với nihirin là proline. Các bạn nhớ này là màu vàng. Trong cấu trúc tứ diện, phân tử nước đá, tâm nguyên tử là oxy. Desarin hóa là phản ứng tách amin. Deamin là tách amin. L-glutamate có vị ngọt thịt. Ở đây là bột ngọt đó các bạn. Hiện tượng racemic hóa là hiện tượng. Racemic là đồng phân L chuyển thành đồng phân dạng D. Amino acid đồng phân dạng L chuyển thành dạng D. Hoạt độ nước tinh khiết là 1. Liên kết peptide là liên kết được tạo thành bởi nhóm COH và nhóm NH2 của hai amino acid kế tiếp nhau. Hàm lượng protein ở cơ thể động vật chiếm 70%. Amino acid tham gia thành phần cơ thể 20 acid amin và 2 amid. Ở trạng thái liên hợp phân tử, một phân tử nước có thể liên kết với 4 phân tử nước khác. Năng lượng cắt đứt liên kết hydro là 25 kJ trên mol. Cái này là mình chỉ ôm lại thôi. Mình đã giải thích kỹ ở trong video về các từng phần rồi. Dựa vào thành phần cấu tạo, acetamin 7 nhóm.
Năng lượng do 1 gram lipid cung cấp là 9,1. Các bạn có thể nhớ 9 là cũng được. 9,1 kilocalo. Sản xuất phô mai hay đậu hũ dựa vào tính chất tạo gel của protein. Gelatin được ứng dụng trong sản phẩm nào sau đây? Thịt đông. Các bạn có ăn thịt đông là thịt chả rồi đó, chả giò người ta gọi là thịt đông. Khi để lâu, chỉ số nào sau đây thay đổi? Chỉ số axit tăng, iốt giảm. Nếu albumin trứng có pi là 4,8, tạo môi trường pH nào sau đây sẽ cho kết tủa nhiều nhất? Các bạn chỉ cần lấy pH gần với pi đẳng điện là sẽ cho kết tủa nhiều nhất. Chất nào sau đây là lipid phức tạp là phospholipid? Ở nhiệt độ nóng chảy, chất béo phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây? Số C trong gốc axit béo, số C càng nhiều thì nhiệt độ nóng chảy càng cao. Ở nhiệt độ phòng, dầu thực vật có đặc điểm gì? Dầu thực vật thì sẽ lỏng hơn so với mỡ. Câu 97, đặc điểm nào đúng với cả peptide và protein? Peptide, nhiều peptide kết hợp lại mới thành protein, cấu tạo từ các amino acid và có tính chất lưỡng tính. Trong glycerophospholipid có mấy liên kết ester được tạo thành rượu và axit béo? Các bạn xem trong giáo trình này là 3 nha. Cấu tạo của lipid không thủy phân được, không có liên kết chủ yếu nào sau đây? Không thủy phân được thì không có liên kết ester, có ester mới thủy phân được. Phản ứng Maillard xảy ra giữa monosaccharide và hợp chất axit amin. Maillard là xảy ra giữa đường và protein. Phân biệt các peptide khác nhau dựa vào yếu tố nào? Số lượng và trình tự sắp xếp các amino acid là phân biệt các được các peptide. Chỉ số Savol là chỉ số xà phòng hóa, đây là định nghĩa của nó. Cấu trúc beta của protein được tạo thành từ mấy chuỗi polypeptide? Được tạo thành từ một hoặc nhiều chuỗi. Beta là cấu trúc bậc 2 các bạn. Thủy phân hoàn toàn phospholipid thu được gì? Rượu, axit béo, gốc phosphat và bazơ nitơ. Đây là phospholipid nha. Chỉ số iốt của chất béo nói lên mức độ không no. Không no của chất béo. Chất béo nào sau đây có 6 liên kết đôi là DHA? Chất béo A có chỉ số iốt nhỏ hơn chất béo B. Ta có thể nói chất béo B có nhiều liên kết không no hơn chất béo A. Cho chỉ số iốt là đại diện cho đặc trưng cho liên kết không no. Chỉ toàn A không thay thế, câu này mình làm rồi nè. Acid stearic là gì? 18C, no, có 18C. Liên kết đặc trưng cho cấu trúc bậc 3 là cầu disulfua. Cấu trúc bậc 3. Dầu thực vật được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam ngày nay là dầu cọ. Câu 212. Trong môi trường thủy phân, glycerid cần có sự có mặt của hợp chất nào? Thủy phân glycerid cần có lipase. Lipase là enzyme để phân giải glycerid. Câu 213. Cholesterol tham gia vào nhóm chất béo nào? Cholesterol sẽ tham gia vào serid. Triglycerid là thành phần chính trong mỡ động vật và dầu thực vật. Đầu ký hiệu C, W, C omega là carbon cuối cùng trong mạch axit béo. Chỉ số nào sau đây thể hiện mức độ oi là chỉ số peroxid? 18 carbon là 18 hết nè. 2 liên kết đôi. Cái này loại, cái này loại. Chứ ký hiệu bằng dấu 2 chấm nha. Ký hiệu như vậy là đúng. Ở vị trí số 9 và 12. Chỉ sử dụng kiểm tra số liên kết đôi là chỉ số iốt. Nếu chất béo có chỉ số iốt càng cao thì khả năng chỉ số nào cũng càng cao, chỉ số peroxid. Nếu kéo dài thời gian bảo quản, iốt càng cao là chất béo không no càng cao. Vì không no càng cao thì càng dễ bị oxy hóa tạo thành peroxid BV. Glycerid là ester của glycerin và axit béo đơn chất cao phân tử.
Sau đây được sử dụng kiểm tra lượng axit béo tự do. Axit béo tự do thì chúng ta chỉ số axit. Mấy cái chỉ số này rất là dễ lộn, các bạn có thể xem kỹ. Số gam iốt, iốt thì chỉ có IV thôi. Đến đây đã hết toàn bộ phần ngân hàng đề của học phần hóa học thực phẩm. Đây là video ôn tập hóa học thực phẩm tổng hợp học phần trắc nghiệm của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì các bạn cho mình một lượt đăng ký và chia sẻ để cho bạn bè cùng xem. Chúc các bạn ôn tập tốt và thi thật kết quả đạt điểm cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.